chiến binh Sparta, La Mã hay Mông Cổ từng là những hung thần trên chiến trường. Họ gây ra không ít nỗi khiếp đảm cho kẻ thù trong lịch sử. Dưới đây là những chiến binh mạnh nhất trong lịch sử. Chiến binh Maori, họ là những người Polynesia bản xứ của New Zealand. Tổ tiên của họ là những thổ dân sống ở đông Polynesia. Họ tới New Zealand bằng thuyền nhỏ trong giai đoạn từ năm 1250 đến năm 1300. Người Maori tin rằng chiến đấu là việc thiêng liêng để có sức mạnh tinh thần và uy tín. Không như hầu hết các thổ dân bản địa khác, người Maori chưa bao giờ bị chinh phục. Hiệp sĩ được vũ trang kỹ trong thời kỳ Trung Cổ ở châu Âu. Họ là những người giàu có, được đào tạo bài bản và chiến đấu trên lưng ngựa. Được trang bị đến tận răng, hiệp sĩ sử dụng những bộ giáp nặng khoảng 30kg, khiến họ giống như một chiếc xe tăng trên chiến trường và khó bị giết nhất trong lịch sử. Không chỉ là người lính thiện chiến, hiệp sĩ còn là những người đàn ông lịch lãm. Luật lệ của họ là bảo vệ kẻ yếu, người không có khả năng tự vệ và đấu tranh cho lợi ích chung. Chiến binh La Mã, họ là những người lính thực dụng nhất trong lịch sử chiến tranh cổ đại, vì họ sẵn sàng làm mọi thứ để giành chiến thắng. Họ có kỹ năng chiến đấu toàn diện và được trang bị vũ khí và giáp hạng nặng như khiên, giáo. Để trở thành một chiến binh, người lính phải là công dân La Mã dưới 45 tuổi. Các quân đoàn thường có quy mô khoảng 5.400 binh sĩ và là xương sống của quân đội La Mã. Nhờ những thành công quân sự to lớn, người ta xem quân đoàn La Mã là mô hình quân đội kiểu mẫu đầu tiên trong lịch sử. Chiến binh Mông Cổ, họ là những người lính huyền thoại với khả năng cưỡi ngựa. Họ đã giúp quân Mông Cổ chiếm đóng hầu hết các lục địa Á Âu trong thế kỷ 13 và 14. Dưới sự chỉ đạo của Thanh Cát Tư Hãn, chiến binh Mông Cổ đã gây ra nỗi sợ kinh hoàng cho kẻ thù trên chiến trường. Chiến binh Abacha, họ là những người lính thiện chiến chống lại người Tây Ban Nha và Mexico trong nhiều thế kỷ. Họ được xem là các ninja của châu Mỹ và nổi tiếng về sự hung dữ và mạnh mẽ. Để trở thành một chiến binh thực thụ, người đàn ông Abacha phải trải qua quá trình luyện tập vô cùng khó khăn, như hành quân mà không ngủ, ngồi một thời gian dài mà không gây ra tiếng ồn. Họ là những bậc thầy về dùng dao và rìu. Chiến binh Abacha có thể bất ngờ xuất hiện phía sau kẻ thù và cắt cổ chúng. Ninja, họ là những cá nhân hay tổ chức đánh thuê chuyên hoạt động bí mật, từng tồn tại trong lịch sử của Nhật Bản từ thời kỳ Kamakura đến thời kỳ Edo. Các nhiệm vụ của ninja bao gồm gián điệp, phá hoại, xâm nhập, ám sát, thậm chí có thể tham gia tập kích đối phương trong một vài trường hợp nhất định. Ninja thường sử dụng phi tiêu và kiếm để thực hiện sứ mệnh, vì các vũ khí đó dễ mang theo, dễ di chuyển và hoạt động. Đặc biệt, ninja rất quả quyết và dũng cảm. Họ luôn bằng tính kỹ trước khi hành động. Khi nhiệm vụ thất bại, mỗi ninja phải tự kết liễu mạng sống để tránh làm lộ bí mật của tổ chức. Samurai, họ là một bộ phận của tầng lớp võ sĩ Nhật Bản thuộc hạ của các shogun, daimyo và đứng lên trên một số bộ phận võ sĩ khác. Họ được vũ trang kỹ và sẵn sàng chết vì chủ nhân. Không chỉ sử dụng những thanh kiếm sắc nhất thế giới, samurai còn là bậc thầy về bắn cung. Một điểm đáng chú ý của samurai là luật tự mổ bụng, hay còn gọi là hakakiri, cho phép chiến binh bị hạ nhục phục hồi danh dự cho mình bằng cái chết. Chiến binh Viking, họ thực sự là nỗi kinh hoàng của châu Âu từ cuối thế kỷ 8 đến giữa thế kỷ 11. Họ là những binh sĩ lưu động trên các thuyền chiến và đi biển rất giỏi. Lính Viking có sức khỏe phi thường và sử dụng các loại vũ khí như rìu, lá chắn, mũ sắt để bảo vệ đầu. Chiến binh Viking đã dương buồm đi khắp châu Âu và Bắc Đại Tây Dương trên những chiếc thuyền dài. Họ cướp bóc, xâm chiếm phần lớn các vùng đất chủ phú của châu Âu, sau đó định cư lại những vùng đất mà họ chiếm được. Chiến binh Maluk, họ là những người lính nô lệ được chuyển sang đạo Hồi để phục sự cho các lãnh đạo Hồi giáo trong suốt thời kỳ Trung Cổ. Qua thời gian, họ trở thành một lực lượng quân sự mạnh mẽ, thường đánh bại các quân đội thập tự chinh từ châu Âu. Chiến binh Maluk thiện chiến, can đảm nhưng tàn ác và rất trung thành với chủ. Người Maluk từng nắm quyền lực và thống trị Ai Cập trong giai đoạn từ năm 1250 đến năm 1517. Chiến binh Sparta, họ là một trong những đội quân hùng mạnh nhất thế giới cổ đại. Ngay từ lúc 7 tuổi, trẻ em Sparta đã tham gia các trại huấn luyện khắc nghiệt. Nếu không thể chịu đựng, chiến binh Sparta sẽ đào thải và bị giết một cách không thương tiếc. Nam giới Sparta trở thành chiến binh cho đến năm 60 tuổi. Ngoài ra, họ còn nổi tiếng với tinh thần quả cảm và không được phép đầu hàng trong các cuộc chiến. Những chiến binh Sparta tinh nhuệ luôn khiến cho kẻ thù phải khiếp sợ, kể cả khi họ sống lẫn khi họ hy sinh.